Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hoài Anh. Sau đây mình sẽ giới thiệu về người bạn thân của mình. Người bạn thân của mình tên là Bảo Anh. Bạn đấy có tính cách khá hài hước và bạn đấy khá vẻ đẹp nên được nhiều bạn nhớ trong lớp vẽ hộ mình. Mình quen bạn Bảo Anh từ hồi lớp 1. Hai người có chung sở thích với nhau nên từ từ trở thành bạn thân của nhau. Bạn đấy đã bị bệnh và nằm trong viện. Bạn ấy vẫn cố gắng đi đến lớp và được sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn. Bạn Bảo Anh khi ra viện đã kể với mình rằng bạn Bảo Anh ở trong viện rất là chán. Mình đã động viên bạn đấy, mình chúc bạn Bảo Anh sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc và tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã nghe về người bạn thân của mình.